Cục Quản lý Đường Bộ 3, Tổng cục Đường Bộ, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo về việc kiểm tra vết nứt trên hầm Hải Vân 1. Theo đó, qua kiểm tra bằng mắt thường và thước đo độ mở rộng vết nứt, chưa thấy xuất hiện thêm vết nứt mới hai bên thành hầm Hải Vân 1. Các cơ quan chức năng cũng chưa nhận thấy được sự phát triển vết nứt kéo dài qua các vạch sơn đánh dấu hai đầu. Bề mặt các miếng dán thạch cao đã không xuất hiện vết nứt. Về việc nổ mìn xây dựng hầm Hải Vân 2, qua quan trắc trước và sau vụ nổ mìn cho thấy vết nứt không phát triển thêm, không thêm vết nứt mới. Tuy nhiên, có sự xuất hiện mở rộng các vị trí bong tróc sơn, tập trung nhiều ở cửa hầm phía nam. Từ thực tế kiểm tra, Cục Quản lý Đường Bộ 3 đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục theo dõi vết nứt, tiếp tục lựa chọn đơn vị có năng lực kinh nghiệm để quan trắc đánh giá kết cấu chính của hầm Hải Vân 1, đặc biệt là về hiện tượng phát triển vết nứt nhằm đảm bảo an toàn trong việc khai thác.